kem chống nắng tàn hình. Trời ơi, không phải thoa kem chống nắng lên xong rồi mình tàn hình đâu nha, mà đây là một loại kem chống nắng tàn hình không thấy nó đâu luôn. Buổi sáng thức dậy sau khi rửa mặt xong thì mình dùng một ít toner rồi thêm một lớp xịt dưỡng nhẹ nhàng. Cái đoạn này là đang chờ xịt dưỡng khô xong tự nhiên ngồi hát nè trời, mà cũng không nhớ là hát bài gì, nhạc ở đâu mà cái mặt thì buồn ngủ kỳ quá. Sau đó là sẽ dùng serum B5 và không quên thoa một lớp kem mắt thật mỏng. Cuối cùng là treo dưỡng ẩm đi cle. Buổi sáng thì mình chỉ thích dùng những loại dưỡng mỏng nhẹ như vậy thôi. Và nhân vật chính đã đến rồi. Đây là kem chống nắng tàn hình của nhà Supergoop. Chắc mọi người thấy hiệu này hơi lạ nhưng mà khá là nổi tiếng và cũng khá là đắt tiền. Tên của nó là Unseen Sunscreen với SPF 40 và thiên hạ đồn là nó còn có thể làm kem lót nữa. Chất của em nó màu trong như thế này và cũng không hề có một mùi hương liệu nào hết. Thoa lên da thì mọi người thấy đó, đúng nghĩa là tàn hình, không nhìn thấy nó luôn. Cảm giác thì hơi giống như base silicone. Texture thì khá giống với lại kem lót của nhà Benefit, nhưng xem trong bảng thành phần thì không hề thấy có silicone tí nào. Bạn nào muốn dùng một loại kem chống nắng tàn hình biến mất luôn thì các bạn có thể sử dụng thử em này nhé. Ok, thoa một tí xong rồi đi ra đường thôi. Bye bye.